Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho các chị và các bạn một chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu 2019 các anh chị. Đây là sản phẩm mà mới được làm đẹp Maruguri ở bên Huy vừa xong. Fortuner ha, máy dầu. Anh chị nào có nhu cầu mua xe về chạy cho gia đình hoặc là chạy dịch vụ thì mình lấy sản phẩm này 2019 màu đồng ánh kim. Xe này mới đi được có 19.000 cây số thôi. Thì Huy sẽ quay sơ bộ cho các chị nắm về sản phẩm. Máy dầu anh chị, máy dầu. Rất nhiều anh chị là thích cái kiểu mẫu cái form như thế này, biển số thành phố. Và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đã kiểm tra, đã làm maru, làm đẹp hết rồi. Đó, biển số thành phố đây anh chị. Ngoại thất thì lung linh. Hầu như là sơn còn nguyên bản hết các anh chị, còn zin nguyên bản. Xe này thì chủ yếu là bên Huy về làm maruguri, làm đẹp, vệ sinh lại cho nó sạch sẽ thôi. Còn về chất lượng của sản phẩm thì anh chị yên tâm, khi quay một vòng cho anh chị xem. Chất lượng của xe thì ok, tuyệt vời. Vỏ thì sắc cua chưa chạm đất luôn anh chị. Mình xem qua về sản phẩm. Anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn. Và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 905, nhưng mà còn bớt lọc cho các anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ đến xem xe thực tế rồi Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị. Ok, rồi sơ bộ cho anh chị nắm về phần ngoại thất thì xe này thì thực sự là rất là đẹp rồi. Hầu như là còn nguyên bản hết, sơn zin rồi nội thất còn rất là đẹp. Thì Huy sẽ sơ bộ phần ngoại thất rồi Huy sẽ đi vào phần nội thất cũng như là động cơ cho các chị và các bạn xem ha, để mình có thể đưa ra quyết định mua những cái sản phẩm này về. Mình tiết kiệm được rất là nhiều anh chị, rất là nhiều chi phí trong việc mình sở hữu một chiếc xe mới, thì sở hữu sản phẩm này là khá là ok luôn. Rồi mình đi xem phần động cơ nha các chị nha, cũng như là nội thất bên trong. Đây anh chị cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong. Đây là phần tapi anh chị thấy đó, rất là mới và đẹp. Bộ lon con tán ha, keo truồng rồi còn nguyên bản hết anh chị nha. Nội thất bên trong là màu nâu đó, anh chị thấy đẹp không, còn rất là mới. Gia đình mình mua về sử dụng thì tuyệt vời. Đây nội thất còn thơm mùi nội thất nữa. Lót sàn những cái miếng lót bằng cao su, rồi ghế bọc da, chủ xe bọc tại hãng cho nên là chất lượng rất là ok luôn. Xe này là có hai dàn lạnh, một dàn là ở vị trí bên hông này và một dàn là ở phía trước. Mỗi hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa cho nên là hệ thống điều hòa của Fortuner này làm lạnh rất là nhanh và lạnh cực kỳ là sâu luôn nha anh chị. Ok rồi, đây đó, ghế da rồi còn rất là mới luôn. Lót sàn rất là sạch sẽ và mới. Keo truồng thì Huy không quay chi tiết nha anh chị, tại do bên Huy là cam kết, là hãng mà, bên Huy cam kết bằng văn bản cho anh chị là keo truồng còn nguyên bản, xe không bị đâm rụng, không bị ngập nước. Đó, anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Sản xuất năm 2019. Ghế xe này thì odo chuẩn thì như Huy trao đổi là 19.000 cái số, 19.351. Còn xe này thì nội thất bên trong thì không chê vào đâu được anh chị, như một chiếc xe mới. Nhiều anh chị thích kiểu dáng này thì mình có thể tham khảo. Đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói. Có chế độ Eco Power, DVD, camera hành trình luôn nha anh chị, dán phim che mưa đầy đủ. Ok, động cơ đây, động cơ còn rất là mới và đẹp luôn anh chị. Bảo hành hãng, còn bảo hành hãng đầy đủ 2019. Mình mua sản phẩm này về tiết kiệm được khá là nhiều chi phí. Xe này thì động cơ cũng như là tình trạng của xe còn rất là đẹp, không khác gì do so với một chiếc xe mới là bao nhiêu. Anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Rồi,
Sơ bộ cho anh chị nắm về phần ngoại thất, nội thất, rồi phần động cơ, gầm nhún, thì xe vẫn còn được bảo hành hãng, biển số thành phố màu đồng anh kim rất là đẹp, số sàn, gia đình sử dụng, đi ít mới có 19.000 cây số thôi. Sản phẩm đang được Minh Huy chào bán với giá là 905 triệu và sản phẩm đang còn bất lọc cho các anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo ạ. Và hiện tại thì Minh Huy cũng đang về rất là nhiều những cái sản phẩm xe qua sử dụng. Anh chị nào có nhu cầu tìm nhưng mà chưa có thì anh chị nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới để khi mà có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho anh chị xem. Nếu cảm thấy sản phẩm phù hợp với gia đình mình sử dụng thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Rồi, xin chào ạ.